Rồi đầy xe nha anh em. Hàng tối nay trong ngày, trong tối nay là ngày mai giao hết cho anh em ha. Rồi anh em quan tâm xe nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo. Rồi cảm ơn, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.